truyền cho các đồng tu phương pháp này nhất định phải tu nhất định không thể quên đi mười câu phật hiệu niệm nam mô a di đà phật sáu chữ tôi khuyên các vị niệm bốn chữ a di đà phật mười câu a di đà phật a di đà phật a di đà phật mười câu một hơi mà niệm trong đó không có dòng niệm xen tạp ở trong cái mười niệm này thời gian tuy rất ngắn đích thực không hoài nghi không xen tạp không gián đoạn một ngày niệm bao nhiêu lần tôi kiến nghị các đồng tu niệm chín lần không thể ít đi chín lần lần thứ nhất là sáng sớm khi vừa thức dậy khi xúc miệng rửa mặt xong có tượng Phật thì chắp tay ở trước tượng Phật không có tượng Phật thì mặt hướng về phía tay thời gian ngắn không dài không làm trễ công việc của bạn không luận là bạn làm công việc bận rộn thế nào đều không trễ nại vì sao vậy chỉ cần thời gian một hai phút chí tâm tính nhạo chí tâm thời gian rất ngắn dài thì không được vậy thì vọng niệm khởi lên phương pháp này rất tốt chỉ cần ngày ngày làm theo bạn cả đời không kém khuyết lần nào cùng nhất định được sanh bạn tạo thành thói quen này Đây là lần thứ nhất Buổi tối trước khi ngủ niệm một lần Vậy thì hai lần Mỗi ngày bạn ăn cơm ba bữa Trước khi ăn cơm chấp tay Không niệm chú cúng dường Chỉ niệm A-di-đà Phật Niệm mười câu A-di-đà Phật Ba lần này là được năm lần rồi Ngoài ra hai lần là bạn làm việc bạn đi làm khi bắt đầu làm việc. Trước khi bắt đầu làm việc, bạn ngồi ngay bàn làm việc của bạn, chắp tay niệm 10 câu Phật hiệu rồi mới bắt đầu làm việc. Trước khi nghỉ làm niệm một lần, cho nên buổi sáng đi làm đến trưa nghỉ trưa, buổi chiều làm việc đến giờ nghỉ bốn lần, tổng cộng 9 lần. Tạo thành thói quen chín lần không thể kém khuyết Khi nào được rảnh Thì có thể tăng thêm Không thể giảm ít Mỗi ngày chín lần là ít nhất Không được ít hơn Không thể thiếu kém đi lần nào Ngày ngày làm theo Vậy thì có công đức Cái công đức này có thể đem đi hồi hướng Cho nên thời gian ngắn Mười câu Phật hiệu Trên quán kinh nói đầy đủ mười niệm mười niệm này nhất định là chí tâm tính nhạo vì sao vậy không hoài nghi không xen tạp không gián đoạn từ ngay chỗ này bồi dưỡng thói quen tạo thành thói quen niệm phật trên kinh văn nói nảy chí thập niệm nải chí là nói ít nhất ít nhất bạn phải có loại công phu tu học này